Chí, anh chị em các bạn thân mến, có lẽ mình lâu quá không gặp. Thì cuộc sống bận rộn nhưng mình cũng cố gắng tranh thủ chút thời gian để chia sẻ về với quê hương. Trên cái mặt trận không gian mạng này, không phải như chúng ta nghĩ, chỉ có nhiều người tham gia mạng, những cái thông tin chính thống, cho nên làm cho cuộc sống và đời sống của họ nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Các bạn thấy truyền thông của Mỹ thì phương Tây thì nó cũng bias dữ lắm, nó rất là xảo quyệt, nó luôn luôn nói lên những cái gì tốt nhất cho cái công việc của nó, lợi ích của nó, lợi ích nhóm được của nó. Ở Việt Nam thì hiện nay các bạn thấy những truyền thông báo chí Việt Nam thì nó cũng loạn cào cào. Phần đông thì tôi thấy thì cái tinh thần dân tộc, nếu nói về tinh thần dân tộc của truyền thông báo chí Việt Nam thì nó rất là tệ hại. Nó không giống như cái quốc gia mà người ta chủ quyền, mà lòng dân tộc của người ta rất là cao. Các bạn thấy Trung Quốc cũng khó bao giờ mà họ tân bốc Mỹ đâu. Ngay cả Nam Hàn cũng vậy. Các bạn có bao giờ nhìn thấy Nam Hàn cũng là đồng minh của Mỹ, nhưng có bao giờ nó ngồi đó truyền thông báo chí nó tân bốc Mỹ đâu. Tụi nó rất là tự hào cái dân tộc. Khi các bạn đến đất Nam Hàn, các bạn sẽ thấy ngay cả cách nó dùng hàng hóa của Nam Hàn cũng vậy. Các bạn kiếm được chiếc xe Mỹ hơi bị khó lắm. Cho nên cái lòng tự hào dân tộc của quốc gia nó rất là quan trọng. Nếu mà truyền thông mà nó dắt mũi, nó đi sai lệch thì nó làm rất là nguy hại đến cái an ninh quốc gia. Như gần đây thì các bạn thấy ở Việt Nam, câu chuyện mà báo chí khi mà những cái lần tôi nói, những cái lần mà hàng không mẫu hạm hay nhà tàu chiến thì ghé Việt Nam, người truyền thông báo chí Việt Nam nó bù vô, nó làm cho tội phạm nó càng nhất là cái tụi Mỹ khi mà nó làm việc, anh chị các bạn, về trong mặt quân đội hay là về những cái công ty chiến lược của nó vậy nữa, nó đưa những người Việt vào trong đó làm. Khi cái chính sách ngoại giao của nó và những cái cuộc gặp gỡ của nó dùng những người Việt để rằng mà nó đem ra nó gọi là tiếp đãi ngoại giao đó, bằng cái ngôn ngữ của Việt. Cái cách mà nó mình nét nó lấy dân Việt Nam của mình thì họ phải nói tới Mỹ là ui mê lắm. Mấy ông dân chủ cụi rồi, mấy tên mà phản đảng đồ cũng vậy, mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại mê lắm. Nhưng mà Mỹ thì nó cốc đầu như con chó, qua được Mỹ thì cũng vậy thôi. Các bạn thấy những thành phần qua được tới Mỹ rồi, Mỹ nó cốc đầu thua con chó. Như các bạn thấy nhỏ Nguyễn Nhật Duy Ngọc Duy Quỳnh, nước Mỹ, cô ta phát biểu là nước Mỹ không vĩ đại như cô ta. Và mấy cái thành phần dân chủ cụi trong nước, mấy cái đám phản đảng bắt đầu ca ngợi, thấy hai cái bạn trẻ ở trên hàng không mẫu hạm, trời ơi, bắt đầu tăng bốc lên, bắt đầu quán chi vui hãnh diện người Việt về phục vụ quê hương đất nước đồ. Tôi nói các bạn à, ở đất Mỹ này, hàng Mỹ rất là khôn. Khi mà làm việc cho chính quyền, cho công ty của nó, anh phải vì quyền lợi và lợi ích quốc gia hay công ty của nó, chứ không phải mà anh nó đưa anh đi đến quốc gia sở tại, quốc gia mà là quốc gia mà nơi mà quen hẹp quá. Anh nghĩ là sang đó là chuyện sai pháp luật, anh muốn tiết lộ cái gì
phòng của Mỹ rất là phải nói là nó cái luật của nó rất là khắc nghiệt chứ không phải giỡn đâu. Các bạn mà làm việc cho những công ty quốc phòng chỉ cần đi làm ở trong những cái mà công việc mà nó về bảo mật đồng vị, muốn đi hay là đâu thì phải báo cáo trong bao nhiêu, nó gọi là square mile. Anh đi nghỉ phép, nghỉ hè hay là đi gia đình đi chơi, anh cũng phải báo cáo cho cái công ty nó biết anh đi đâu. Rất là giỡn lắm. Các bạn thấy một số những người Việt họ sanh đẻ ở Mỹ rồi, họ làm trong những cái công ty quốc phòng đi cao anh, các bạn thấy cái con đó nó giỏi, nó hiểu được nó lớn như Mỹ, chứ nó có giá mà chỉ là chó mà nó lên mạng nó làm phụ đồng phụ, nó đem cái bách là cái khoa học kỹ thuật cao của nó mà nó chia sẻ không, hay là nó đi chống cộng không, bạn thấy nó có giá không? Ồ, như Lê Mã Lương rồi, các bạn thấy về hưu rồi hết, nó không cần nữa thì cái bóng đá đó về mày không gì mày xong rồi về nghỉ, về đi cùng về nhà đi. Thì mấy cái đám chống cộng, mấy cái đám mà phản đảng, cái thành phần của Mỹ thì nó mê lắm. Ui, người Việt của mình tự hào quá, qua Mỹ làm tướng nào là bác học rồi khoa học gia rồi làm đi vô hàng không ngõ hầm Mỹ rồi ui ui sao mà nó sướng. Các bạn thấy nó không phải như vậy, tại vì những người họ không có sống và làm việc cho cái những cái công ty của nước Mỹ, họ không có hiểu về những cái mà luật lệ của nước sở tại. Họ nghĩ là những cái người đó khi mà họ đến Việt Nam đưa ra con tàu để đặt mà dùng chính cái ngôn ngữ và cái văn hóa của người Việt mình để gọi là tiếp khách đó, thì mấy ông mà phản đảng lão thành cách mạng mà theo bác của đảng ngồi đó ôi thôi đội trên đầu bắt đầu là mừng quýnh lên. Còn mấy cái tờ báo như là Đủ Trẻ gì tiền xong rồi nó giết chèn là coi một cách rất là, tôi nói anh chị đọc thấy mình nhục, mình đọc mình thấy mình rất nhục. Thằng Mỹ nó ngồi bên kia nó nghe mà nó nhìn, tôi nói các bạn biết nó có những cái người mà thông dịch làm việc là cho nó trong cái bộ chính trị của nó, trong tuần báo của nó chứ không phải là không, nó ngồi nó phái thì nó đã thắng, nó đã thành công, bởi vì nó đem những cái đó giống như cái thuốc phiện gì cho dân mình, cho những thành phần mà nó cùng bị nó mê muội. Các bạn thấy không, bắt đầu cái nó len lỏi vào trong cái hệ thống chính trị của Việt Nam, và bắt đầu nó kích động những cái kẻ mà gọi là phản đảng, những thành phần gọi là theo bác qua và đảng rồi buổi xế chiều quay qua bức xúc ấy, bắt đầu chống phá cho như cái thằng mà Chu Mộng Lan các bạn đấy. Mấy thằng đó nó rất là nhục anh chị các bạn, nó chỉ ngồi ở bên Việt Nam, bắt đầu nó nhìn thấy những cái tuổi trẻ hay một số người nào đó khi họ đến nước Mỹ này họ phục vụ cho cái lợi ích nước Mỹ thì bắt đầu ngồi đó chèn ơi nó ca ngợi chính tầng này. Nhưng mà các bạn biết những cái người mà họ làm việc cái chính phủ như vậy không phải là đơn giản đâu, họ chịu nhiều áp lực dữ lắm chứ không phải giỡn. Anh ăn cơm của Mỹ, của chính phủ Mỹ là anh phải phục vụ cho lợi ích nước Mỹ chứ không phải giỡn đâu các bạn. Mà đó tôi làm cho hãng Honeywell tôi biết, tôi làm việc cho tụi Mỹ tôi biết, và tôi có rất nhiều bạn bè hiện nay họ vẫn còn là những người anh em bạn bè, họ là kỹ sư, họ là những bác sĩ quân y rồi trong quân đội rồi, tôi chơi tôi biết, cho nên tôi hiểu, tôi chia sẻ về cái quê hương, cái thông điệp để chúng ta quân bằng về cuộc sống. Mỹ này nó bình thường thôi, nhưng mà cái chiến lược của nó, về chính sách ngoại giao của nó, về những con chính trị của nó rất là dữ dằn, nó dùng văn hóa của người Việt để đặng mà đến Việt Nam những cái thành phần xanh xao đẻ muộn
cái văn hóa, cái ngôn ngữ dễ gọi là nói chuyện, nó thu thập hết thông tin chứ không phải giỡn đâu, chứ không phải các bạn nghĩ như vậy. Các bạn đừng nghĩ hàng Mỹ nó có nhiều cái tai, cái gọi là cái antenna của nó, nhiều cái lỗ tai chó của nó rất là nhiều. Tôi chia sẻ với các bạn nhiều lúc người gọi tôi nói cảnh FBI nó đi kiếm tôi, nói mà kiếm tao là cái đéo gì vậy? Tôi đâu có sợ đâu, tại vì nó nghe khi mấy tụi mà chấm cộng ở bên Mỹ Mỹ nè, nó ghét nó gọi là nó nghiệp vụ thì tụi nó cũng đi, tôi đâu có sợ đâu. Mình con người thật, mình sống thật, sống không có gì phải sợ. Nếu vì quê hương đất nước mà mình phải hy sinh cho tổ quốc của mình, đó là một cái điểm hãnh diện và tự hào anh chị bạn. Những tấm gương như của anh Nguyễn Thái Bình vẫn còn đó như các bạn thấy. Những cái thứ bơ thừa sữa cặn, những anh không phục vụ trên cái đất Mỹ này, anh vẫn dành hết cả đời của anh để cống hiến cho tổ quốc. Các bạn thấy, nói đến những người này tôi rất là cảm động các bạn. Họ rất là cao cả, phải nói là họ cao cả. Và đối với tôi, mình chẳng hiểu lý gì cả. Những đấu tranh miệt mài của tôi chỉ là một phần nhỏ nào, bởi vì các anh ấy đã hy sinh và cống hiến cho tổ quốc một cách gọi là vô điều kiện. Các bạn thấy những con người đó phải nói là được đáng kính. Và những tấm gương đó mà anh em chúng ta trên không gian mạng thì cần phải noi theo, chứ không phải gì lên trên này chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa dân túy, rồi phe phái bè đảng, học viện nhóm tự lập, rồi đấu đá lẫn nhau, nó như cái nó nồi chó heo không ra gì đó. Thôi mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Đất Mỹ này các bạn, nó không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Bởi vậy nhiều tay dân chủ cụi, mấy cái tay mà phản đảng đồn điện qua tới Mỹ rồi nào thấy con luôn chó.